làm AB160 thì cũng rất nhiều rồi, nhưng mà hôm nay mới gặp được một con AB125 mà đời mới 4 van, chiếc đầu tiên của mình làm đây. Nó có sự khác biệt ở cái chó đèn, giống y như trên AB160 luôn. Tức là xe này mặc dù động cơ chỉ có 125 thôi, nhưng sử dụng chung chó đèn với AB160, có nghĩa là hãng đã thay đổi được cái khuôn mẫu mới toàn cho cả hai dòng xe nha các bạn. Mặc dù khác phân khối, xe này thì cũng độ những cái cơ bản nhất trên một chiếc xe mà cần phải làm, đó chính là nút tắt đèn 300.000. Rồi tiếp theo nút passing 150.000. Và cái cuối cùng đó chính là cái mạch tăng sáng 2.400.000 nha anh em. Tăng sáng thì sáng đã lắm, ăn đứt trên những cái đèn zin trên xe nha các bạn, zin theo xe. Thì một lần nữa mình xin nhắc lại cho nhiều anh em còn đang thắc mắc là vì sao hãng họ không làm đèn sáng sẵn cho các bạn mà phải đi độ. Thì đó là cái kinh phí sản xuất. Kinh phí sản xuất một chiếc xe hãng tính làm sao mà thấp nhất, tối ưu nhất có thể để mang về lợi nhuận mà giá cả cạnh tranh với những dòng xe khác trên thị trường. Nên không có thể nào anh em đòi hỏi một chiếc xe giá rẻ mà lại có thể có được những gì tốt nhất trên chiếc xe được nha. Điều đó là hoàn toàn không thể nào xảy ra. Nên là chúng ta phải chấp nhận một điều hiển nhiên rằng là các cái trang bị trên xe ở mức cơ bản đủ dùng thôi, không thể nào mà gọi là vượt trội được. Và đây là ánh sáng, sau khi nâng cấp thì nó rất là đã, và số tiền bỏ ra để nâng cấp ánh sáng thì nó cũng không hề đắt đỏ gì, chỉ có 2.400.000 thôi. Thì mình nghĩ ra là trong những ai đủ khả năng mua xe thì những người đó đều có khả năng độ đèn được, chỉ là thích hay không thôi, chứ giá cả thì nó ở mức tầm trung thôi. Hôm nay thì cũng may mắn là có một anh khách ở dưới Long An chạy lên đây làm, thì buổi tối thì cũng là một cái cơ hội để cho mình có thể cho anh em thấy được cái ánh sáng thực tế ban đêm của AB160 là nó sáng như thế nào. Thì sẵn ở đây thì mình sẽ nói cho anh em biết luôn, đó là cái giá thành làm của bộ mạch tăng sáng Platinum cho AB160 đó là 2.400.000. Cái gói bảo hành của mình là 1 năm 1 đổi 1. Cái thời gian làm, cái này quan trọng nha anh em. Cái thời gian làm nhiều anh em rất là lo ngại vì làm lâu không có kịp thời gian đi làm việc riêng. Thì mình công bố cho anh em một cái tin cực kỳ vui, đó là thời gian làm mạch tăng sáng là cực kỳ nhanh. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi là anh em đã có thể dắt xe về đi công việc của mình một cách thoải mái mà không có gián đoạn. Đó là một trong những ưu điểm cực kỳ nổi trội của khi các anh em làm mạch tăng sáng ở bên mình. Mọi loại xe làm ở đây đều chỉ từ 1 tiếng cho tới 2 tiếng là xong hoàn thành. Anh em ngồi chờ lấy liền tại chỗ nha, không cần phải để xe lại qua ngày này ngày khác làm gì hết. Đó là một cái điều rất là có lợi cho anh em, những anh em bận rộn thì điều đó quan trọng nha. Trên xe này thì mình có làm thêm nút bật tắt đèn theo yêu cầu của khách hàng. Bật tắt đèn nha anh em, 300.000. Anh em lưu ý là chỉ có 300.000 thôi nha. Nếu anh em làm mà tắt đèn zin không có kèm theo mặt tăng sáng thì là 400.000. Cái này cũng quan trọng nha anh em. Nhiều anh em để đèn zin qua mình làm nút tắt đèn, mình báo 400.000 giãy nảy lên, rất là khó chịu. Đó là sao trên mạng báo 300 mà tới đây báo 400, thì đó là hai cái giá khác nhau. Khi đi làm kèm với mặt tăng sáng thì giá là 300.000, nhưng làm lẻ với đèn zin là 400.000 nha anh em. Rồi nút passing bên đây, nút passing đây thì chỉ có 150.000 nữa thôi nha anh em. Giá rất là mềm luôn, và bên mình chỉ xài nút chính hãng chứ không xài đồ lô bao giờ hết. Rất kỵ nói với đồ lô, rất kỵ đồ lô nha anh em. Mình đã kỵ, không bao giờ sử dụng đồ lô cho anh em. Tất cả hai cái nút này đều là nút zin hãng hết, xài rất bền nha anh em. Đây là trời lúc này là đang còn sáng, chưa có tối hẳn. Mình vẫn sẽ quay, bởi vì đèn mình sáng cho nên là chấp luôn. Trời không cần phải tối đen như mực, vẫn có thể test ánh sáng cho anh em coi một cách rõ rệt như thế nào. Rồi, bắt đầu, let's go. Mọi người có thể thấy những chiếc xe khác ngoài đường là đèn rất mờ nha, còn khi mình lên đèn là thấy rõ rệt. Trời đang còn hửng sáng nha anh em. Trời lúc này là mới là 6 giờ chiều, chưa có tối hẳn. Tay quay, một tay cầm tay lái nên là không có cái tay để mà bật nút cốt pha cho anh em coi. Rồi ở đây mình sẽ test đường cắt sáng cho anh em coi đẹp như thế nào, và tiếp theo đó là mình sẽ bật pha, tại vì dừng lại mình có cái tay bật pha nha. Pha cốt, pha rất sáng và rất gom nha anh em.
Nếu trời mà thực sự tối thì ánh sáng mình test sẽ thấy rõ hơn rất nhiều. Và bây giờ đang là trời còn sáng. Hay là mình so đèn mình với đèn con mẹt đi anh em. Đây, con mẹt nè. Ánh sáng của con mẹt rồi nè anh em, đèn của mình nè. Rồi anh em có thể so được rồi ha. So trực tiếp với đèn của con mẹt luôn là có thể thấy được cái độ sáng của mình là không hề thua kém gì con mẹt kia. Rồi, test trong sân nhà cho anh em coi. Bật đèn. Pha. Nhìn cái pha là thấy ghiền rồi nha anh em. Như một cây trợ sáng xịn sò thực thụ luôn, chứ không phải là pha dạng thường. Tắt đèn. Passing. Lên đèn. Ok.